Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người cũng như tất cả quý vị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng cũng như trên hệ thống website nhadatbaohoang.com. Vâng, hiện tại Nhà Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm nhà phố lô đất ở ba khu vực, đó là Hồ Chí Minh, Bình Dương và thành phố mới thành phố Thủ Đức, với nhiều mức giá khác nhau, nhiều vị trí đắc địa với những diện tích rất là ấn tượng. Vì vậy, quý khách hàng cũng như là tất cả quý anh chị các nhà đầu tư đang có nhu cầu sở hữu và mua cho mình những lô đất, những sản phẩm đến từ các thị trường vừa rồi thì hãy chia sẻ cũng như gửi tới Nhà đất Bảo Hoàng những thông tin và hãy gọi ngay cho Nhà đất Bảo Hoàng để được tư vấn những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, vào buổi chiều hôm nay thì Nhà đất Bảo Hoàng sẽ chia sẻ cũng như gửi tới cho quý vị một căn nhà một trệt ba phòng ngủ hiện hữu tại trục đường Võ Văn Ngân giao nhau với chợ Thủ Đức, Nhà văn hóa thiếu nhi Thủ Đức cũng như là trung tâm thương mại Vincom Thủ Đức hiện hữu trên trục đường Võ Văn Ngân. Và tại vị trí này chúng ta chuyển ra đường Võ Văn Ngân trong khoảng cách là 50m, thưa quý vị. Vâng, một căn nhà với thiết kế một trệt, hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, góc hai mặt tiền với diện tích là 73m2, thưa quý vị, với chiều ngang là 4m5 và chiều dài là 16,25m, tổng diện tích là 73m2. Vâng, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để cùng khảo sát về căn nhà đặc biệt này, thưa quý vị. Với thiết kế đơn giản một trệt, hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp trên tổng diện tích là 73m2, với thiết kế khá là đơn giản bên ngoài, được thiết kế với cửa bảo vệ bên ngoài là một bộ cửa cổng bốn cánh sơn màu đen, và khu vực tiếp theo là khu vực phía trước để đậu xe máy. Và bộ cửa tiếp theo tại vị trí mặt tiền của phòng khách, đó là bộ cửa được làm bằng các khung sắt vuông hàng với nhau kiên cố với các ô vuông đến từ kính cường lực 12 ly loại nhỏ, thưa quý vị. Và đây là không gian của phòng khách của nhà mình với diện tích phòng khách khoảng tầm 30 đến 35 m2. Với màu sơn chủ đạo của không gian tổng thể của căn nhà này là màu sơn mộc kem. Và mặt trần thì với các loại đèn chi tiết, đèn chính tại vị trí trung tâm, hệ đèn led chạy ở bên trong với nhiều màu sắc rất là đẹp và cùng tươi mới cho không gian phòng khách của nhà mình. Vâng, với lợi thế góc hai mặt tiền, căn nhà chúng ta sẽ có những bộ cửa được thiết kế bên hông để chúng ta đóng mở đón ánh sáng không khí từ bên ngoài vào. Qua khu vực không gian này thì ánh sáng và không khí luôn được đem vào tự nhiên qua những bộ cửa bên hông thế này, thưa quý vị. Và đây là không gian của phòng ngủ đầu tiên. Với thiết kế đơn giản như mình đã chia sẻ thì chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp ở bên sau. Phía sau trên tổng diện tích là 73m2. Và đặc biệt với căn nhà này đó là vị trí căn nhà này giao nhau với trục đường Võ Văn Ngân với chợ Thủ Đức, trung tâm thương mại Vincom, Nhà văn hóa thiếu nhi cũng như là trường cao đẳng nghề Nhà thờ Thủ Đức, thưa quý vị, rất gần trong bán kính chỉ từ 100m đến 700m đổ lại. Và về lại với các trục đường quan trọng của khu vực, đó là trục đường xa lộ Hà Nội, ngã tư Thủ Đức, đường Phạm Văn Đồng, đường Kha Vạn Cân. Về lại với những thành phố lớn trong khu vực, đó thành phố Dị An, thành phố Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, thì trong bán kính chỉ từ 5 đến 7km mà thôi, mất thời gian di chuyển từ 4 đến 12 phút di chuyển qua lại giữa các trung tâm. Và chúng ta sẽ đến với phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Với gạch trần nhà được lát bằng loại gạch hoa giả gỗ và sơn tường màu trắng kem cũng như là giấy dán tường cao 1m, thưa quý vị. Với hệ thống các loại đèn phù hợp trong không gian của phòng ngủ, vừa có đèn ngủ và vừa có đèn chiếu sáng chính của căn nhà, của căn phòng này. Với một hành lang nối dài từ mặt tiền phòng khách ra đến vị trí phía sau của khu vực phòng bếp của nhà mình cũng như là phòng vệ sinh tại tầng trệt. Và đây là không gian phòng bếp của căn nhà. Vâng, với căn nhà này chúng ta có thể làm để ở hoặc là mua để cho thuê cũng rất là tiện, thưa quý vị, vì tại vị trí này thì các trường học, làng đại học rất là gần, trường đại học ngân hàng, đại học cảnh sát, đại học nghề, trường cao đẳng nghề, thưa quý vị, trong bán kính chỉ từ 3 đến 800m, rất gần với vị trí căn nhà chúng ta. Vì vậy nhu cầu thuê phòng rất là lớn, chúng ta có thể mua để ở hoặc là để kinh doanh phòng trọ thì rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Vâng, và đây là không gian thiết kế của phòng vệ sinh.
Vâng, vừa rồi là đôi nét về những hình ảnh của căn nhà mà buổi chiều hôm nay nhà bảo Hoàng chia sẻ đến cho tất cả mọi người, với một căn nhà trên tổng diện tích là 73 m², với hai phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách, cũng như trục đường rất là gần với trục đường lớn nhất nhì trong khu vực, trục đường quan trọng cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh và nay là thành phố Thủ Đức, thưa quý vị. Đó là trục đường Võ Văn Ngân giao nhau với trục đường xa lộ Hà Nội, đường Kha Vạn Cân và đường Phạm Văn Đồng, trong bán kính thì từ 2 đến 700 m di chuyển qua lại giữa các trung tâm, các vị trí trục đường vừa rồi. Vâng, vừa rồi là đôi nét về căn nhà mà buổi chiều hôm nay Nhật Bảo Hoàng chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Và quý khách hàng chúng ta nếu có nhu cầu sở hữu những căn nhà phố như thế này, cũng như là những căn nhà phố theo yêu cầu của quý vị khách hàng, theo tài chính của gia đình, vị trí mà gia đình mong muốn sở hữu, thì hãy liên hệ với Nhật Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và sở hữu ngay cho gia đình mình một căn nhà tuyệt vời ưng ý theo mong muốn của gia đình. Một lần nữa Nhật Bảo Hoàng chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người chúng ta trong những video tiếp theo. Xin chào.